Thưa quý vị, theo quy luật thì cứ vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán thì hoạt động buôn lậu trên các tuyến biên giới lại diễn biến phức tạp. Tại tỉnh An Giang, các cánh đồng vùng biên giới thì đã ngập sâu trong nước và đây chính là điều kiện thuận lợi để các hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới lại gia tăng. Các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để có thể vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, bắt giữ, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn. Khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ngày 17 tháng 11 vừa qua, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đã mật phục phát hiện và bắt giữ một nhóm các đối tượng điều khiển thuyền máy chở hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã vứt lại hàng hóa và tăng tốc bỏ chạy về bên kia biên giới. Tăng vật thu giữ là hơn 1.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Một gói thuốc lá ở bên phía Campuchia thì nó 17.000. Sau khi vận chuyển chót lọt về Việt Nam sẽ bán với giá là 20.000. Do cái sự chênh lệch lớn, các đối tượng nên chúng bắt sử dụng các thủ đoạn. Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quản lý hơn 14 km đường biên giới giáp với Campuchia, trong đó chủ yếu là địa hình đồng bằng với nhiều kênh rạch. Vào khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về đồng bằng sông Cửu Long khiến đồng ruộng ngập sâu trong nước. Bất kể ngày đêm, các đối tượng buôn lậu triệt để lợi dụng những cánh đồng trên khu vực biên giới ngập nước để vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Đơn vị đã triển khai 10 cái tổ chốt công tác cố định ở trên các cái tuyến biên giới. Trong cái mùa nước nổi thì một số chốt thì có mực nước dâng cao thì ngập nước thì chuyển từ cái chốt cố định thành các cái tổ chốt lưu động. Với gần 100 km đường biên giới, ngoài hai cửa khẩu quốc tế và hai cửa khẩu chính thì trên biên giới của An Giang còn có nhiều đường mòn lối tắt. Cùng với đó là hệ thống kênh rạch chằng chịt qua biên giới. Đây là điều kiện để các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội. Đặc biệt gần đây trên tuyến biên giới An Giang nổi lên tình trạng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, trong đó có cả hàng lậu từ những địa phương nội địa về biên giới An Giang. Tuần tra là kiểm soát là khép kín địa bàn, là khép kín biên giới, không để cái tình trạng là buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đó là duy trì các cái tổ tuần tra là kiểm soát và đặc biệt là thông qua các cái công tác nghiệp vụ là trinh sát và nghiệp vụ phòng chống ma túy và tội phạm để làm sao là phát hiện bắt là xử lý, không để xảy ra cái tình trạng là điểm nóng trên địa bàn đồn quản lý. Trong cái thời gian sắp tới là thời gian Tết Nguyên đán thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng cũng đã nhận định được các cái đối tượng sẽ sôi động về công tác nhập lậu trong cái thời gian là trước, trong và sau Tết. Thế thì Đảng ủy cũng đã bổ sung nghị quyết để chỉ đạo các đơn vị, Bộ Chỉ huy đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho phòng nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch để triển khai các đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã bắt giữ và xử lý 95 vụ với 29 đối tượng buôn lậu, thu giữ nhiều tăng vật, trong đó chủ yếu là thuốc lá, đồ điện tử, mỹ phẩm, ngoại tệ và vàng. Cùng với làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, Bộ đội Biên phòng An Giang cũng đã thành lập gần 200 chốt đóng trên biên giới ngày đêm tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, giữ bình yên trên biên giới, không để các loại tội phạm lộng hành.